Rồi, giờ cái giấy này 35k nha anh em. Nó rất là tiện ích, rất là chắc chắn, rất là nặng. Ba bốn cái dao này chưa nặng bằng cái dao này. Bằng kim loại 35k. Trên bữa hổm em hỏi thử chỗ mấy cái shop nó bán, shop bán thì bán lẻ thì 50k là. Thành ra bên em bán thì nó rất là dễ xài. Anh em mua sẵn tiện rồi mình mua thêm cây kéo nữa, mua cái dao nữa nặng mình về mình cắt giấy mình chế độ thêm. Đó. Nó rẻ. Rất là rẻ luôn. Đây là vít vít ngắn, này á, nó 10k. Còn vít dài này á, đây vít dài đây. Vít dài nó 9 cm, vít ngắn thì 5 cm. Đây vít dài. Đó, vít dài nè. Thì nó cũng của DeWatt. DeWatt không à, đợt này DeWatt, cái này vít ngắn thì nó cũng có Boss. Vít dài thì nó 18k, vít ngắn thì nó 10k nha anh em. Đợt này về thì cái máy vít này nó nặng quá, thành ra được hổm bán 15 mà máy vít này nó nặng quá. Nó căng lên 1 ký thì nó bán 15 thì nó không có lời. Đây là bộ nguyên một khoan đa năng. Khoan đa năng của nó 4 ly. 4 ly tới 12 ly, nguyên một bộ của nó 5 5 mũi như vậy là 5 mũi. 5 mũi nó 150k. 5 mũi. Còn anh em nào mua lẻ thì để em tính giá riêng. Mua lẻ thì tính giá riêng. Còn nguyên bộ nó là 150k, nguyên một bộ 5 mũi. Khoan đa năng. Đây 12 ly. Khoan đa năng chủ yếu là mấy cái khoan này là nó khoan tường này kia, đi rất là nhanh. Nó nhìn cái mũi nó thấy gớm không? Đó. Từ 4 ly, 4 ly, 6 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly. 5 mũi là 150k. Nguyên bộ mua lần dây xài luôn, khỏi cần mua thêm. Lấy cái bịch coi nhiệt coi. Đây là coi nhiệt đủ màu, đủ màu đủ size luôn. Rất là nhiều. Nó trong đây nó để là tổng cộng là 320 coi nhiệt lần, nó đủ size vậy nè, đủ màu luôn. Nguyên bộ này anh em về xài là đủ tiền, có nghĩa là mình gặp cái size nào mình xài cũng được. Đó, thì nguyên bộ này nó 35.000. Trong cái đó có nhiệt kế màu trắng trắng, nó trong gỗ luôn. Đây là nhiệt kế để dành đo nhiệt độ nè. Đo nhiệt độ nên kiểm soát nhiệt độ trong nhà hoặc là ngoài trời, hoặc là mình đo nhiệt độ cơ thể cũng được luôn. Cái này thì nó 30k nhiệt kế. Đây cái automat là có đó. Đây automat nội địa đó, automat nội địa nè. Này để Nhật xài rất là sướng luôn, mới thử một cái vừa đụng đắt cái là nó bật liền, khỏi cần bị giật. Để dành chống giật là an toàn luôn. Cái này 30A 150k nha anh em. Xài rất là sướng luôn, cái đồ của Nhật nó nặng lắm. Đồ 500-600g rồi. Cái đó hạ áp à. Lấy hai loại là. Cái này là nhiêu ta? 20. Cái hạ áp này một cổng USB là nó 20k, còn mà hai cổng USB thì nó là 30k. Hạ áp 12V xuống 5V thành sạc dự phòng, cổng 5V sạc dự phòng. Bên xà đạp này. Bên xà đạp 14 cell nè, còn có mấy cục nữa. 14 cell này em bán 230k.
Còn cái khối này thì nó 21 cell. 21 cell thì 330k. Rồi đây đi. Rồi coi nhiệt vô đây luôn. Đây là coi nhiệt. Coi nhiệt này thì 30 cm. Nó đo cái bề ngang này nè, nó gấp đôi lại đó mình đo 30 cm nữa 50k 1 m. Còn 12 cm thì nó 30k. 17 cm nó 40k. 1 m tính mét. Còn 8 cm thì nó 20k 1 m. Ở đây là dán đồ pin. Dán đồ pin thợ 10k. Đây là bóc dự phòng nữa nè. Dự phòng này mạch xịn nè. Mạch xịn ra hai cổng USB. Cái bóc này là nó thiết kế tới 9 xe pin lần. 9 xe pin. Thành ra cái nguyên bộ nó ra nó thì mà mình đóng vô dung lượng nó cao lắm. Nguyên một bộ vậy là nó mạch với bóc luôn là 150k. Còn cái này cái thùng này đựng đồ nè. Đựng đồ khoang này kia, bộ lông này kia đó anh em. Cái thùng này em bán 60k. Đó. Thùng này 60k. Còn có hai cái thùng mà có cái hai cái à. Thùng này nó cũng thùng thường thôi chứ không có tốt gì. Thùng thường à. Này là đế 3D. Thôi nha. Ấy quạt. Lấy quạt 12 cm. 12 cm, 15 cm lấy nhiều qua đi lấy với chị đi. Này đế 3D. Đế 3D nè, đủ màu luôn. 3D. Đủ màu luôn đó anh em. Này là 30k đế. Đây là pin Lysen. Lysen này đo chuẩn lắm nha anh em, không phải mà Lysen giỏm mà Lysen này Lysen thiệt á, nó đo xả cao. Xả cao mà nó đo được 2001 gần 2002 lần. 2001 2002 á. Còn Lysen xám này dòng xả thấp. Cái này 25k. Còn cái này là 24k, cái này dung lượng này tới 2600 lần. Còn là pin mập này 21700 nè. Pin này dung lượng tới 4849. Xả cao luôn nha anh em. Pin này mình chế cho mấy cái vỏ lạ đó, mấy vỏ lạ nó thôi để 18650 không vừa đó, mình chế vô hoặc là mình này nó tiện ích của nó là thay vì mình đóng 222B hai hàng đó thì mình đóng hàng này là đủ rồi. Nó cái độ gửi go nó thấp. Có nghĩa là khi mà hai cục pin mình đóng 2B thì mà hai viên mà nó có sự cố một viên thì cục pin kia nó gánh không nổi. Mình ra nó dễ hư vậy, nhưng mà nó ra cái pin này thì nó đỡ cho gánh đỡ cái gửi go cho đó. Rồi bên tím của em về cũng được đầu 700 viên. Bị tím này anh em cũng ủng hộ nhiều rồi. Không biết chất lượng của nó, chất lượng của nó thì nó tuyệt vời luôn. Rồi, bên tím thì nó 30k nha anh em. Này quạt 6 cm, quạt gió mạnh nè. Gió mạnh nó tới 2.45 lần. Cái này 30k, còn mà 1.6 1.4 mấy thì nó 25k. Còn có cái dít mi nè, dít mi này nó dít mi này thì nó 250k. Cái motor này để dành chạy dít mi này nó 150. Cái này em bán cho anh em xài đó, tại vì em mua về mà em không có thời gian em làm á. Em làm cái tay này, làm cái tay cầm mà. Thành ra cái này nó làm phải anh em phải biết về cái tiện, hoặc là nhà gần mấy ông tiện, hoặc bạn bè mấy ông tiện ông làm cho mới được. Nó khó lắm, nó khoan chế này kia rất là khó. Thành ra mình làm mình phải có kiến thức về cơ khí á. Và cái bộ này thì em bán 650. Nó có kẹp kim luôn nha, kẹp kim rồi căng lực luôn nè. Cái bộ này là nó mạ niken, thành ra nó không bị oxy hóa, nó không bị ố. Đó. Bộ này nó hầm hố lắm, bộ này 650. Cái mạch nè, mạch điều khiển của nó là em mua thế, nói chung mua nguyên bộ này về gáp nè, không mà không có thời gian. Cái bộ này thì cái này thì 250 nha, cái mạch khiển 250. Anh em nào mua thì em sẽ hỗ trợ cái sơ đồ câu. Đó. Còn gì nữa, cái này nguồn cũ. Đó, bị giật, bị hơn giật, bị khóa là hơn giật. Cái nguồn cũ. Đây là loa bộ Bluetooth, bây giờ được thùng.
đo vào tốt thì 250. Cục nguồn này 24V. Nó làm bằng cái cục biến áp á nha anh em, thành ra xài thời gian thì nó sẽ không có bị hư. Này 24V. 24V như vậy là nó được có 1.2A. Cái cục này anh em nào mà có xài dòng điện thường á thì mua con này về xài là vĩnh viễn luôn, nó không hư, tại vì nó làm bằng biến áp. Nó không có rủi ro, về cái điện tử thì nó có rủi ro, còn mà làm bằng biến áp thì nó không có gò. Cái cục nguồn này cũ, cái này em để cho anh em 100.000 xài. Nó còn cái cục nguồn 12V nó cũng bán 100 luôn. Nguồn 12V nó cũng em mới đem ra đây nè, mà không biết nó nằm chỗ nào. Nói chung nó cũng y gan như thế này nè, nhưng mà 10V, 12V thì được 2A. Thì cục 100.000. Còn mấy cái nguồn này ấy, là nguồn tháo máy nè. Rất là chuẩn luôn. Để em mở ra cho anh em xem. Có cục này em mở sẵn. Đây thấy không, 2A nè, 2A của anh ta thấy không, chứ không phải là nguồn điểu đó. Nguồn này 35k em tặng cho cái chui, tại vì này nó không có để chui, nó có hai dây gì nè đó. Về đầu anh em gắn chui vô đó, thấy không, thấy nguồn điện mình Kino không, phát nè. Những cái linh kiện ở đây là linh kiện tốt không, linh kiện của Nhật không đó, phát hai con tụ bự bự không à. Rồi 35k, cái này nguồn này em bán kèm theo Lito Gala nè, là nguyên bộ Lito Gala 320 đó. Rồi cũng còn mấy cái quạt bự nữa, còn giới thiệu mấy quạt bự nữa là hết. Đâu còn gì đâu đó hơn, phải không? Lo rồi. Còn mấy cái quạt, còn 4 cái quạt 15cm. Bữa hổm có ông anh ông mua cái nguồn 15cm với cái quạt, cái cục nguồn với cái quạt 15cm mà cái tên gì em quên rồi, mà không có địa chỉ. Vì có địa chỉ rồi mà em quên ghi số điện thoại, thành ra bây giờ không gỡ ổng được luôn. Mấy ngày ổng không điện lại cũng không biết luôn. Đây cái quạt này 15cm này á, nó 120k, còn chỉ 4-5 cái thôi. Còn 4-5 cái à. Còn cái quạt sắt này á, bằng sắt 220, 60k, 220V. Còn 12cm này á, thì nó cũng tháo máy luôn. Kỳ này 12cm giờ gió mạnh, gió cực kỳ mạnh luôn. Nó 50k, nó bụi gì nè, có cái bụi chứ không. Đó. Nói chung 12V gần này gió mạnh lắm, gió bà bao mạnh luôn, anh em nào muốn mát thì lấy 12cm này. Gió 1 chấm, nói chung là bà lấy 1 chấm ăn lên nha anh em, có cái loại 2 chấm luôn. 2 chấm thì gió nó gù luôn rồi. Rồi, cũng nói cũng nãy giờ cũng review cũng cơ bản cũng hết đồ anh em. Cũng hơn nửa tiếng gần tiếng gì. Không biết còn sót cái đồ nào nữa không. Thì gần hết clip thì em xin nói với anh em là cái sản phẩm của em bán thì nó không bao giờ gồm phí ship. Anh em mua thì trả sẽ ship bên đơn vị vận tải đến ship thì trả tiền ship thêm giùm em. Rồi thứ hai nữa là có mấy sự cố mà đôi khi anh em nào mà lên đơn đó mà không nhận được á, thì nó đem mấy cái hàng bơm hàng mà hàng trả về đó, đem ra đây coi. Đôi khi mà hàng mà nó sự cố mà nó đi mà nó đi rồi nó về lại đó, là do đôi khi shipper nó giao nó không có nhiệt tình đó anh em, và nó không có điện nhiệt tình. Thành ra anh em nào mà không nhận được hàng á thì cũng liên hệ lại cho em, đừng có buồn. Tại vì anh em nào mà đôi khi mua ít mua nhiều thì cũng không biết, nhưng mà điện em là em gửi hết. Mà có một số anh em đôi khi sợ anh em buồn á, là không nhận được hàng á rồi buồn em á. Rồi thành ra em mới cho coi mấy cái đơn hàng mà nó hoàn về nè, nó đi rồi nó về lại. Thành ra anh em nào không nhận được hàng á, liên hệ với em là em gỡ lại, chứ không có gì hết, anh em vui vẻ hết, chứ không có gì. Đôi khi nó nhiều cái lý do lắm, lý do nó để là lý do thiên tai, rồi lý do khách hàng không nghe máy, rồi từ chối nhận hay là gì đó, thì nói chung cũng bình thường thôi. Anh em nào mà
không nhận được hàng hay là có gì đó thì đừng buồn em. Anh em ai em cũng mua bao nhiêu em cũng gỡ chứ. Là cục nhỏ cục bự gì một đôi khi 20-30 ngàn mà anh em cần đồ của em cũng gỡ cho bình thường. Nhưng mà anh em đừng có buồn cái là nhận không nhận được hàng thì đừng có buồn em. Điện em thì em gỡ lại cho. Chứ không có gì hết. Còn số được cái này là nói chung cái này là mấy đơn thôi chứ. Em đôi khi em gỡ ra hết rồi đó. Tại vì đôi khi mà hàng hết không có đồ gỡ cho anh em đó thì gỡ mấy cái đơn này ra đặng mình gỡ đi. Đó. Này là mấy cái đơn hàng này lá tẻ thôi chứ được hỏm nhiều lắm. Em gỡ ra bớt rồi đó. Rồi anh em xin kết thúc clip thì em xin cảm ơn anh em đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Thì em xin chân thành cảm ơn anh em và chúc sức khỏe cho anh em. Và xin cảm ơn và thân chào. Xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay thì đồ về đồ mới đồ cũ lắng lộn rồi sẵn gom lại hết rồi quay đặng cho anh em xem, anh em ủng hộ giùm. Đó, đồ đó nè. Đây là bộ nguồn máy tính để dành nó chạy nguồn bộ nguồn máy tính này cũ rồi để dành mình lấy nguồn 12V hay 5V này kia đó. Đang mình xài. Cái này là voltage 3 dây, cái này mạch mình bảo vệ. 1S, 2S, 3S, 4S, 5S. Này quạt 4cm, 5cm. Này keo. Cái đó là nguồn nguồn cũ tháo máy á. Nguồn cũ tháo máy nó không có chui điện. Cái đó là mình mua anh em nào mua thì nữa anh ra tặng cho cái chui. Cái đó là automat. Cái loa bluetooth, bluetooth dài đựng thùng nữa. Cái đó bên đó quạt 6cm. Pin tím. Đế chuyển. Pin lithium. Li sen xám, li sen xanh. Rồi pin mập 21700. Cái đó là có hai cái thùng ngủ nữa, có dán đầu pin với mạch dự phòng. Với led USB, món hàng. Co nhiệt. Mạch tăng áp, mạch hạ áp đầy đủ. Pin cũ rồi bình 7.2A. Đèn cảm biến rồi đồng hồ đo. Rồi litho cala bữa nay cũng có luôn. Litho cala cái này là cốc sạc điện thoại. Rồi sạc bình, đây là đèn năng lượng. Đèn năng lượng 150W. Đây là vỏ pin, đây là cò. Đây là mạch đa năng. Đây là dây sạc điện thoại, cái này sạc dự phòng. Rồi ở đó là dao cắt giấy. Dao cắt giấy rồi vít dài vít ngắn. Rồi khoan đa năng. Rồi co nhiệt, màng co. Rồi có cái vít mì nữa, có vít mì với cái cần lực nữa. Rồi em sẽ vô chi tiết anh em xem, vô chi tiết là xem giá luôn. Có mấy cái motor ở đây nữa nè. Motor có mấy motor 12V giảm tốc nè. Bình này 17A. Rồi vô chi tiết luôn nha anh em. Rồi đầu tiên thì em xin giới thiệu mấy cái nguồn cũ này đi. Nguồn cũ này trong cái máy tính nó xài thì nó nâng cấp máy đó, rồi thành ra gỡ bỏ thì nguồn của nó là gồm có là 5V 25A, 3.3V 22A, 12V 25A. Thôi để chi tiết trong đây nè. Thì cái cộng dây này á, thì nó sẽ có những nguồn điện khác nhau, nhưng em thì anh em nào muốn biết chi tiết á, thì lên trên mạng coi. Lên trên mạng coi thì nó có những cái sợi dây nó sẽ đấu nó đấu với nhau sẽ ra cái số volt khác nhau. Thì em cơ bản là em biết 12V thôi. 12V là hai dây này. Dây vàng với dây đen. Dây vàng với đen. Đó. Dây vàng với đen là 12V. Anh em mà kích quạt cho nó thì mình sẽ kết hợp với cộng dây. Dây đen với xanh lá. Dây màu đen với xanh lá là nó sẽ chạy. Còn bình thường thì nó sẽ không chạy. Ghim cái chui nguồn vô là nó rồi mình kích quạt hai cái chập hai cộng dây xanh lá nè. Cộng dây xanh lá với đen thì nó chạy. Thì cái bộ nguồn máy tính này á, này mình chế độ này kia mình xài rất là nhiều chức năng. Mình xài nhiều cái số volt của nó rất nhiều đó. 3V, 5V này kia đầy đủ. 12V. Đó. Nó có cái chui gì nè. Chui này công tắc. Có một số nguồn nó có công tắc, có một số nguồn nó không. Có một số nguồn thì nó ghim vô, nó ghim trực tiếp vô là nó hoạt động luôn. Nhưng mà mình ghim dây đi nguồn vô rồi mình mới kích hoạt
dây xanh lá, dây đen này mới chạy nha anh em. Cái nguồn này thì em bán 40k cho anh em về chạy nguồn. 12V thì nó cũng nếu mà được, nếu mà 12V thì nó cũng được 16A rồi, anh em xài là do là cũng phơi rồi đó. Thôi không? Thì cái màu mà vàng á, màu vàng với màu đen này là 12V đó anh em. Màu vàng với màu đen là 12V đó. Còn mấy cái màu mà 5V, 3V, 9V thì em chưa có nghiên cứu. Anh em muốn biết chi tiết thì lên mạng xem, để từ khóa là cái mà các dây màu của nguồn máy tính nó ra số vol là nó sẽ hiện chi tiết. Rồi cái nguồn máy tính cũ này anh em về chế cháo này kia, nó 40k. Rồi tay hàng xe pin. Tay hàng xe pin này rất là gọn, tay hàng này là của bên Trung Quốc. Đó, rất là cứng cáp, nói chung là cái tay hàng Việt Nam mình là không có vé gì chứ với tay hàng này hết. Tay hàng Việt Nam thì nó rất là lỏng lẻo. Cái này thì em bán nhiều rồi chỉ còn có mấy cái thôi. Có anh chốt cái thì còn có 3 cái thôi. Rồi, cái tay hàng này 350 anh em. Đồng rất là dày nè, nhìn cái đầu thấy không? Đầu rất là cứng, cái mẫu này em bán rất là nhiều luôn. Cứng cáp nhưng mà thiết kế thì nó gọn, cái tay cầm mình nó nắm mình kiểm soát được rất là trọn vẹn luôn. Cái tay hàng này 350 em bên em bán nhiều rồi. Còn đây là cái đầu từ bô lông nó thành cái khoang nè. Cái đầu này nó được 10mm đó. Nó khóa được 10mm. Cái này là 80k nha anh em. Cái này anh em như có hỏi nhiều á, mới lấy về. Cái này từ bô lông nó chuyển sang khoang nè. Cái đầu này bây giờ hiện tại có lẻ nè anh em, cứ chốt. Còn cái này là mấy cái cò. Cò này em có 3 mẫu. Có 3 mẫu lần. Cò này có 3 mẫu để coi kìa. Đó. 3 mẫu. Cái này nó giống cái này không? Nào là khác. Nào đây 3 mẫu này. Cò này 3 mẫu. Anh em nào mà cần thì mà đưa cái giết anh cơ hơn. Cần mẫu nào thì chốt mẫu đó, cái mẫu coi cái mặt cò của mình á, giống thì mình lấy. Em đặt tên cho số 1, số 2, số 3 đi cho anh em dễ phân biệt, anh em chốt cái mẫu nào thì mình lấy cái mẫu đó. Cái này em để số 1 đi ha. Cái này số 2 đi. Này số 3. Đó. Nó tại vì nó có tới 3 mẫu rồi, ra đôi khi mình không biết cái phân biệt nó tên gì mình đâu có biết đâu. Anh em nào mẫu cần mẫu nào á, ở nhà cò mình mẫu nào đó thì mình chốt mẫu đó. Đó. Cái này là thì cái cò này nó nhỏ hơn so với hai cò này thì nó lõm, cái này nó quần chân nó lõm nè. Còn cái này nó thẳng hơn xuông xuống. Đó. Cò này cái 60.000 anh em. Cò đó có 3 mẫu à. Này vỏ Makita nè, vỏ 18V. Vỏ này có báo led nha anh em. Vỏ này thì có led 70.000. Ha. À, Makita này có led 70. Đây pin năng lượng 150W nè. Đó, 150W. Cái kích thước của nó thì trong đây nè, 32.5 36 nè. Nó có cái thước gì đó anh em khi hỏi cái thước nó mấy á thì nó có cái thước nó rồi. Cái đèn em review cái đèn 150W cho anh em xem. Đây cái đèn, đây đèn 150W. Đó. Nó bự như nè. Thấy không? IP66. IP66. À nó có cái remote. Đó. Nó remote đó.
giữa mang ốc nè, mang ốc túp. Cái đèn này thì 620 em bán rất là nhiều, số lượng nhiều lắm, anh em ủng hộ rất là nhiều. Anh em chốt thì nhắn cho em. Thì em nói cho anh em, nói cho anh em biết thêm là cái sản phẩm mà em đang bán là chưa bao gồm phí ship. Thì nói cho anh em vui luôn, hiện tại thì cái shop của em thì bán hàng thì nó số lượng được đều đều đó, thành ra bên nhận tải, bên đơn vị nhận tải VNT nó miễn cái phí cost, có nghĩa là cái phí ship đó thì nó tính bình thường, nhưng mà cái phí cost là nó có phí thu hộ tiền về đó thì nó được giảm, thành ra anh em mua hàng thì nó cũng đỡ cái phần đó. Bên đây là nó giá rất là rẻ luôn, tầm 1,4 kg đấu lại có 22.000 thôi, nó không có phát sinh cái phí cost, thành ra bây giờ là cước phí nó rẻ hơn các cái đơn vị vận tải khác rất là nhiều. Ví dụ như bữa hổm cái đèn này đi, cái đèn này là phí ship nó tầm 40.000 à, ba mấy 40, tầm 40.000 à. Mà bên Viettel nó tính là tới 90, nó tính ghê gớm gì đó. Bên em thì tính tầm có 40.000 à, Viettel nó ăn tới 90, thành ra rất là ngán luôn. Bây giờ là miễn cái phí cost á, còn cái phí ship thì nó rẻ, rất là rẻ, rất là rẻ cực kỳ luôn. Bây giờ là cái nói chung là vận tải giờ nó cạnh tranh nhau dữ lắm, ra nó được rẻ. 1,4 kg đổ xuống là một đơn hàng là 22.000 hết, 22.000 hết luôn. Lấy cái bình cây lưng, lấy cái bình bự lên. Đây cái bình bự đây. Cái bình bự này GS Yusa nè, có Nhật nè, hàng này chưa sử dụng nha anh em. Này cái đát của nó là 2018 tháng 4 á, 17A, 17A, cái này thì 500.000. Đó. Để xuống dưới là motor, lấy motor. Ba rồi, cái đó trước. Đây motor 75 còn mấy cái à. Cái này 50k nha anh em. Rồi lấy combo nguyên cái bộ motor đó 4 5 cái đó là dính nhau. Motor cũ. Đây ba cái motor giảm tốc 12V nha anh em. Cái này motor giảm tốc 12V. Có cái này em test chân rồi, nó chạy bình thường nha, test hết rồi. Ba cái motor giảm tốc với hai cái motor chạy thường. Thì em bán combo này 150 cho anh em nha. Combo cái này anh em mua thì về chế cháo này nọ. Cái 5 cái này 150 thôi. Lấy ly tô cala với sạc bình. Đây sạc bình, sạc bình thì giá nó hạ nhiệt rồi, nó còn có 190 thôi nha, 190 thôi nha anh em. Giá hạ nhiệt rất là nhiều luôn rồi đó, anh em ủng hộ. Cái sạc bình này anh em nào mà xài, từng xài rồi là mua, thường thường là mua thêm không đó. Xài rất là chuẩn nè. Cái này là Lito Cala. Lito Cala thì nó để dành sạc pin. Sạc pin với đo nội trở. Đo nội trở, sạc pin đo nội trở. Đó. Cái này chỉnh dòng nó sạc là nhanh sạc chậm. Sạc pin với đo nội trở. Nó sạc rất là nhiều loại pin, nó do cái nó thiết kế ở đây nè. Thiết kế nè, trong đây nè. Những cái loại pin mà nó hỗ trợ thì nó để trên sau lưng đây. Nó để mã trên đây nè. Pin AA, pin size bao nhiêu, số mã số nhiều nó để ở đây hết. Thì cái bộ này thì bên em bán 320 kèm theo một cái cục nguồn nghĩa địa của nghĩa địa tháo máy á. Cái nguồn đó thì nó có, nó phần cứng của nó bự lắm, lớn lắm, bên trong đó lớn lắm, chuẩn 2A luôn. 320k kèm nguồn. Lito Cala 320k kèm nguồn nha anh em. Đây là đèn cảm biến. Đèn cảm biến này móng mới về rất là sáng. Sáng lắm mà pin nó cũng cầm hơn cái mẫu rồi, mẫu cũ nữa. Lấy đèn cảm biến loại xanh cho nó. Đây là thiết kế rất là chắc chắn luôn. Sáng lắm, em có xài thử một cái. Cái mẫu này thì ngon hơn cái mẫu kia rất là nhiều luôn. Pin nó có thể là mình dặn ốc mình tháo mình thay ra bình thường, tại vì bên trong nó có cái đế mà có lò xo đó, mình gỡ ra mình tháo ra mình gắn vô thôi đó. Anh em mà muốn mình vô mình phơ mình sạc, phơ nắng mình sạc, sạc ok nha anh em, chứ không phải không sạc được đâu. Cái này là sạc ok, nó có những cái này là nó xài meca rất là sáng luôn. Những cái viên đèn led của nó đó, nó có tản nhiệt, nó có tản nhiệt trong đây luôn, xài độ bền nó rất là cao. Cái loại này thì 62k,
đèn cảm biến nè. Nói chung mẫu này nó chắc chắn lắm, có mở bên trong coi rồi à. Còn đèn cảm biến mẫu này thì pin nhỏ, nó xài pin nhỏ. Loại này thì 50k. Đèn cảm biến có hai loại, 62 với 50k. Rồi để đắng đi, để cho cũ. Đây là đồng hồ đo, đồng hồ đo thì bán cũng nhiều rồi. Đồng hồ đo thì nó 150k. Nó có dây nữa nha nè, kèm theo dây nha. Đó. Đồng hồ này mặt, cái mặt nó khá to. Anh em xài cũng nhiều lắm rồi, ủng hộ nhiều lắm rồi, nó xài đo chuẩn lắm. Rồi, 150k đồng hồ đo. Đây là món hàng 60W. Cái loại 100W thì nó xài nó gũi go quá. Cái 60W thì xài nó chuẩn hơn, không thấy hư. Thì 60W nó cũng đủ nóng rồi anh em. Món hàng này nó 70k. Cái này pin. Pin cũ có 3 màu, màu xanh với màu tím với màu hồng. Pin này dung lượng nó còn khá là nhiều. Còn pin nó là dung lượng nhiều lắm nha anh em. Dung lượng nó còn nhiều lắm á. Nó không đo nhưng mà em biết nó còn nhiều lắm. Tại vì kinh nghiệm bán. Bảo đảm luôn là anh em là xài là ngon á. Mình để dành xài đèn, xài mấy lặt vặt, mấy nhỏ nhỏ này kia. Viên 15k. Anh em mua mấy bao nhiêu viên cũng được, nhưng mà nó dính chùm 5 viên anh em nó dễ hơn, mà mua bao nhiêu viên cũng được luôn. Ấy sạc á. Rồi, hai mẫu này được rồi. Cái sạc này là nó ba cổng USB, cái loại này nó mà. Đây này nó có hãng, thành ra nó xài chuẩn. Nó để là nó để dòng trên đây luôn, bao nhiêu volt và bao nhiêu A ra cái dòng sạc của nó, bao nhiêu volt, bao nhiêu A để trên đây luôn để cho mình biết cái tốc độ sạc của nó nhanh hay là chậm đó. Có thể test được con dây sạc được. Cái loại này ba cổng USB này 120. Còn cái loại này là một cổng USB, nói chung cũng hãng đó không đó. Cái loại này là chính hãng. Loại này thì nó 60, còn cái cốc này là 120. Nè. Đưa mạch đa năng cái là đưa lần. Cái mạch đó, đưa cái mạch đó. Mạch đa năng nè, mạch đa năng này coi tổng quan nó tới 4 con phét. Cái mạch này thì nó 10 giây, 2, 4, 6, 8, 11 giây. 11 giây là nó tính ra nó 42V, 40 gì, 42V. Nó đa năng, ví dụ như mình xài bao nhiêu ớt cũng được. Nó đấu từ trái qua phải nè, anh em mua thì liên hệ em để em gửi cái sơ đồ. Cái mạch này 80.000. Mạch đa năng. Đây là quạt trái em nè. Quạt trái em này đợt này nó cũng về thêm. Quạt trái em nó 28.000. Đưa cục pin cho anh nè. Rồi được. Đó, quạt trẻ em này để cho trẻ em chơi. Đó là quạt này kia. Nói chung 28.000 rất là rẻ. Đó. Chất lượng nó thì cũng nằm trong tầm giá thôi anh em. Cái này cho trẻ em chơi. Hoặc là cúp điện thì mình cũng có thể quạt được. Đây quà tặng cho mấy trẻ nhỏ. 28.000. Đây con dây sạc ba đầu, nó hỗ trợ là iPhone với Touch C với micro ba đầu. Này là 50k. Cái này bên dự phòng này có màn hình hiển thị luôn, nó hỗ trợ sạc không dây luôn, màn hình hiển thị đây. Dung lượng nó được 10.800 mà đó, nó được hai màu, hình như là còn màu hồng là nhiều đó, màu hồng với màu xanh. Cái này 250, cái này chính hãng luôn, chính hãng chứ không phải hàng nhái. Đây là cái mạch tăng áp, mạch tăng áp này 8.000 à, mạch 8.000 anh em, mạch tăng áp này mình tăng áp cho mấy cái thay vì 3V lên 5V nên mình sạc dự phòng đó, mình câu ra nhiều đầu nên mình cho nó ra nhiều ngõ nên mình xài cho nhiều,
gắn vô, gắn led này nọ vô, đưa cái led vô bì. Cây là mà tăng áp này 8.000 led dự bị. Đây, led dự bị. Đưa một cái bọc đó cho gồ. Ừ. Led dự bị. Led dự bị này thì nó 5K để dành mình thắp sáng hay là đèn ngủ mà kia cúp điện này kia cũng được, sáng lắm nha anh em. Sáng lắm. Đưa cái mà sạc dự phòng để thử cái độ sáng. Đó, thấy giờ bằng đêm sáng lắm á, để dành làm đèn ngủ hay là cúp điện này kia cũng êm lắm đó, hay là mình để dành tối đó mình chế cháo mình bật cho nó sáng thêm, cho tăng lên cái độ sáng thêm á, sáng lắm. Mà cái độ bền nó cực kỳ luôn chứ không phải mà rẻ mà nó dởm đâu, cái độ bền nó cực kỳ luôn, em xài quanh năm suốt tháng luôn là không hư. Nói chung là tuy rằng nó rẻ thiệt mà bền lắm, nó có thể uốn dẻo được nhiều góc độ. Đây là mạch 2S 25.000 cái loại nhỏ. Còn 2S này thì nó dòng xả cao nè, cho mấy cái khoang này kia nó xả được. Này 6 phép, này 40K. 2S 8.4. 40K. Này 1S. 1S này 15K. Một dải gì nè, đôi khi em gỡ ba một dải gì nè mà ba cái, đôi khi anh em không hiểu nó một cái là không đúng, cái này nó một cái là nó gì đó vậy đó, đôi khi hiểu lầm đó. Ở đây là một mạch nó 15K, nó mạch nhỏ vậy nè, một ớt này 15K. Một ớt thì đơn giản rồi, nó chỉ có là b cộng b trừ với b phê cộng phê cây trừ thôi. B cộng B trừ thì mình đấu vô cực cộng cực trừ của pin, còn P cộng P trừ thì sạc với tải chung. Đây là mạch 3S, nó có chip. Nó có chip kêu bằng là 3S full đó. Cái mạch bên này bên em bán thì nó chuẩn lắm. Này thì cái mẫu cũ nó hết rồi, lấy cái mẫu này bán. Mẫu này thì nó 65.000. Này 3S 20A. 3S 23 thì nó 25.000. Đây mạch dự phòng này 45K nè. Mạch dự phòng này 45K có phép nè, cái này anh em ủng hộ nhiều mà còn chỉ vài cái thôi. Đó. Có phép đó, nhìn cái phần cứng nó rất là nhiều linh kiện như đây. Tụ bọng này kia, phép này kia các kiểu luôn. 45K. Này 4S. 4S này 50K nha anh em. 4S. 4S dẹp. Cái mạch 5S được không? 5S để đâu? À, lấy gỗ. À, lấy mấy cho nó dậy. Lấy 4S dẹp với 4S dẹp không dây trong đó nữa. Cái này 4S dẹp không dây nó chuẩn lắm nha anh em. Mạch này nó chuẩn lắm. Này 65K. Nó thay vì nó cũng giống cái gan như cái này thôi, nhưng mà nó gỡ cái này ra. Cái này là 5S. 5S thì nó 65, 4S cháu này cũng 65 luôn, còn cái này cũng 65 luôn, còn 5S màu xanh đó thì nó 50. Đây là led cái này đo, cái này van kế chứ. Van kế 3 dây. Van kế 3 dây này còn nó 25.000, nó cũng có 2 dây nữa, 2 dây với 3 dây cũng đồng giá. Mà 2 dây thì nó đo được 100V nha anh em. Còn mà vì 3 dây là đo được 100V, còn 2 dây đo được 40V đảo lợi thôi. Đây. Cái dây đỏ với dây đen là nguồn nuôi, còn mà dây đỏ dây đen với dây đỏ, dây vàng với dây đen, vàng với dây đỏ là đo von. Dây đỏ với dây đen á là để dành làm nguồn nuôi, còn mà mình kết hợp dây vàng với dây đỏ là mình đo von. Đo được nhiều von hơn. 3 dây thì đo tối đa được 100V. Cũng giá cũng 25K. Đây keo vàng. Keo vàng này 25, loại này mỏng. Đây kẽm bịch, kẽm bộ á, một bộ nó thì nó
mà một bịch nó 10 bộ, một bịch nó 40k. Ở đây là dắt đực thì 2k, dắt cái tròn 4k. Đây là quạt, quạt 4cm thì 15k, 5cm 10k. Cái quạt nhỏ thì nó mắc hơn quạt lớn. Đó. Tôi đem nguyên thùng đó ra là chanh đây lần. Nguyên cái thùng đồ đó. Nguyên thùng mũ, thùng giấy nè. Rồi, nguyên thùng nó ra đây luôn. Đẹp ra đây. Dở mạnh lên, nó nặng lắm à. Đó sắt không đó. Trứng trùng trúng bé, đưa sắt. Đây là dao cắt giấy. Dao cắt giấy này, cái này là của hàng này là giống như nó đã nói là hàng Nhật, nhưng mà em thì không thấy chữ Nhật, hay là chữ này là chữ Nhật thì em thấy, nhưng mà cái chỗ bán nó là chữ Nhật, là kéo Nhật, kéo dao cắt giấy Nhật đó. Thì cái dao này nó có chỗ đặc biệt, nó đặc biệt đó là nó bằng kim loại, nó nặng lắm, nó 100 mấy 200 gram vậy, nó nặng lắm nha anh em. Nó chỗ đặc biệt của nó là nó khác với các giấy bình thường, là nó tích hợp lữ để ở đây luôn, để gọn lữ 5 bộ lữ trong đây. Đây trong đây nó đã có để nè, 5-6 cái lữ gì trong đây nè. Đó. Thì khi mà mình cắt mà mình gãy hay lục á, thì mình bấm ở đây, bấm lúc này cho nó, bấm lúc này. Cái đầu mình đẩy cái này ra thì cái dao cái tiếp nó sẽ văng ra, mình xài. Này là rất là tiện ích. Dao cắt giấy này là nó 35.000. Nó nặng lắm nè, bằng kim loại á. Nó không có bị gãy như mấy dao thường. Lấy dao thường coi. Dao thường trên đó kìa, trên đó kìa đó. Cái dao thường này em mua của mình ở chợ của mình thì có 10.000 thôi. Nhưng mà xài nó đôi khi mấy miếng mũ này nó bể, nó gãy, nó rụng gờ chi tiết, nó xài chưa đâu, mới mua về đôi khi nó gãy cái này nữa. Thành ra nó rất là dở, cái dao này là nó tích hợp lữ trong đây luôn. Đôi khi mình không cần thay lữ mà mình chỉ cần để lữ trong đây.